Xin chào các bạn, hôm nay shop gốm sứ Trang Trí tại địa chỉ 57 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy. Hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một số những cái mẫu tranh hiện có tại cửa hàng. Thì đầu tiên đây là tranh sứ là phúc lộc thọ toàn. Chất liệu của tranh được làm bằng sứ hoàn toàn ạ. Ở đây thì ông Phúc thì sẽ tượng trưng cho sự may mắn và tốt lành, còn ông Lộc thì sẽ tượng trưng cho tài lộc và sự giàu có. Ông Thọ thì tượng trưng cho sức khỏe nha mọi người nhé. Trưng bày tranh phúc lộc thọ ở trong nhà thì sẽ mang lại công việc ở buôn bán ngày càng thuận lợi. Con cháu thì trong nhà sẽ ngoan ngoãn hiếu thảo và gia tài thì sẽ càng ngày càng thăng tiến. Kích thước của tranh rơi vào tầm là 90, chiều cao là 90 và chiều ngang sẽ rơi vào là 50 cm ạ. Em sẽ quay sát cho mọi người xem chi tiết của sản phẩm. Có chất liệu bằng sứ nha mọi người nhá. Màu sắc thì rất là tươi sáng luôn. Tranh này có tên là Phúc Lộc Thọ Toàn ạ. Rồi ạ, bây giờ em sẽ chuyển cho mọi người xem một bức tranh khác. Đây là bức tranh hoa khai phú quý. Họa tiết là hoa mẫu đơn ạ. Hoa mẫu đơn thì như mọi người đã biết thì tranh hoa mẫu đơn thì thường sẽ là tượng trưng cho sự giàu sang và phú quý. Tranh sứ hoa mẫu đơn nếu mà treo ở trong nhà thì sẽ mang lại cuộc sống trọn vẹn và hoàn hảo hơn. Nếu mà chưa có gia đình thì bạn có thể treo cái tranh này ở phòng khách. Còn nếu mà đã có gia đình thì mình có thể treo ở phòng ngủ để mong muốn là mối quan hệ vợ chồng thì sẽ được trọn vẹn và hạnh phúc hơn ạ. Tranh cũng có kích thước là 90 và cao 90 và ngang 50 cm, chất liệu bằng sứ ạ. Bây giờ em sẽ chuyển sang một mẫu tranh khác cho mọi người ạ. Như mọi người đang nhìn thấy, đây là bức tranh có họa tiết là rất là nhiều những cái chú cá đang bơi ở. Tranh này thì có tên gọi là Hồng Vận Đương Đầu. Hồng vận ở đây có nghĩa là vận may ạ. Ý của bức tranh có nghĩa là vận may kéo đến là rất là nhiều niềm vui ạ. Mọi người có thể trưng bày ở trong phòng khách hoặc là phòng làm việc, hoặc là đem đi biếu tặng tân gia khai trương gì đấy ạ. Em sẽ cho mọi người xem chi tiết của sản phẩm. Họa tiết rất là sắc nét luôn ạ. Giá của sản phẩm là 1.450.000 nha mọi người nhé. Bây giờ em sẽ chuyển tiếp theo sang một mẫu khác nữa cho mọi người. Em có rất là nhiều mẫu tranh luôn. Nếu mọi người muốn tham khảo thêm nhiều mẫu tranh mới thì mọi người có thể truy cập trang web gomsutrangtri.vn hoặc là có thể liên lạc với em qua số Zalo là 0983302098 ạ. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu với mọi người là mẫu tranh bát tiên ạ. Bát tiên này thì sẽ bao gồm là 8 vị tiên. Có cả tiên ông lẫn tiên bà sống vào những cái thời điểm khác nhau trong lịch sử. Bao gồm có Hán Trung Ly, Lã Động Tân, Trương Quản Lão, Thiết Lý Thiết Quải, Lam Thái Hòa, Tào Quốc Cữu, Hà Tiên Cô và Hàn Tương Tử. Rất là đẹp luôn ạ. Mỗi người thì trên tay đều cầm những báu vật của mình và mang những ý nghĩa khác nhau. Sản phẩm có chất liệu là sứ. Họa tiết thì như mọi người nhìn thấy rất là sắc nét luôn. Khung tranh thì được làm bằng nhựa giả gỗ. 8 vị tiên này thì đều nắm giữ những quyền năng siêu nhiên và có phép thuật. Vì vậy trưng bày tranh ở trong nhà thì sẽ
thì mọi người tin rằng sẽ ban tặng được sức khỏe, niềm hạnh phúc và may mắn đến cho gia chủ. Tranh thì dễ dàng để bày ở trong nhà vì có kích thước rất là nhỏ gọn ạ. Kích thước là 90 ngang 90 và cao 50 cm ạ. Tiếp theo sẽ là một bức tranh có họa tiết là những đứa trẻ đang trèo lên một cái đang trèo lên những cái cây tre mọc rất là thẳng đứng. Như mọi người đang nhìn thấy thì các tiểu đồng này đang trèo lên cây với rất là nhiều những cái biểu cảm. Khi mà những đứa trẻ đã lên được rất cao thì với khuôn mặt rất là hồ hởi, còn những đứa trẻ mà vẫn còn đang ở bên dưới thì với khuôn mặt rất là buồn, nhưng mà thực tế thì biểu cảm này thì sẽ nói lên ý nghĩa của bức tranh. Đây chính là bức tranh tiết cao ạ. Có nghĩa là trong cuộc sống này, nếu mà tất cả mọi người đều cố gắng thì ắt sẽ đạt được, gặt hái được thành công. Sản phẩm với họa tiết là những đứa trẻ rất là sinh động nha mọi người nhé. Tranh có chất liệu là sứ ạ. Kích thước là 50 x 90 ạ. Sản phẩm này rất dễ để mang đi biếu tặng bạn bè người thân, để mong muốn mọi việc khó khăn cũng sẽ trở lên suôn sẻ và đi được đến thành công nha mọi người nhé. Mọi người có thể tham khảo sản phẩm trực tiếp tại địa chỉ 57 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy ạ. Hoặc là có thể liên hệ với em qua số Zalo là 0983302098. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu với mọi người, đây là mẫu tranh Phú Quý Nghênh Xuân. Bức tranh này thì có họa tiết là đôi chim chỉ và rất là nhiều hoa. Chim chỉ thì như mọi người đã biết thì nó tượng trưng cho sự phú quý và giàu sang. Còn hoa mẫu đơn thì mọi người có thể thấy rằng hoa mẫu đơn này sẽ tượng trưng cho sự vương giả nhé. Đâm ra bức tranh Phú Quý Nghênh Xuân này thì sẽ mang lại cho mọi người mang lại cho gia chủ sự giàu sang phú quý ấy. Và tranh này thì rất là phù hợp để tặng tân gia hoặc là tặng khai trương. Tranh có chất liệu là sứ ạ. Mọi người có thể nhìn thấy rằng họa tiết hoa hay là chim thì đều được khắc họa rất là rõ nét ạ. Tiếp theo ạ. Đây là bức tranh Phật bà Quan Âm ạ. Đây là một bức tranh thì cũng vô cùng ý nghĩa luôn ạ. Hình ảnh Phật bà Quan Âm thì trên tay thì sẽ cầm một bình cam lồ, còn tay phải thì sẽ cầm một cành dương liễu. Tranh Phật bà thì được nhiều gia chủ lựa chọn bởi Phật bà thì sẽ khiến cho gia đạo được bình yên, cứu rỗi khi gặp khó khăn và mang điều may mắn ạ. Tranh Phật bà này thì mọi người lên đặt ở vị trí trang nghiêm ạ. Tốt nhất là ở nơi trang trọng trong phòng khách nha mọi người nhé. Đây là bức tranh Gia Hòa Vạn Sự Hưng ạ. Đây là tranh có họa tiết là vẽ chim công và hoa mẫu đơn như mọi người đang nhìn thấy ạ. Mọi người đã biết thì chim công thì sẽ chỉ ghép đôi duy nhất với một con mái. Vì vậy khi treo bức tranh con công trong phong thủy thì sẽ mang ý nghĩa biểu tượng cho tình cảm vợ chồng bền chặt mà son sắt thủy chung. Tranh có tên gọi là Gia Hòa Vạn Sự Hưng. Với biểu tượng là cặp chim công, có nghĩa là trong một gia đình vợ chồng con cái mà hòa thuận thì mọi việc hay là vạn sự đều sẽ được hưng thịnh và phát triển tốt đẹp hơn nha mọi người nhé. Em sẽ cho mọi người theo dõi lại chi tiết của bức tranh này. Bức tranh có họa tiết là chim công hoa mẫu đơn rất là đẹp luôn. Kích thước thì rất là nhỏ nhắn, mọi người có thể trưng bày ở bất cứ một không gian nào, kể cả phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc hay là chỗ lối lên xuống cầu thang đều rất là đẹp ạ.
Tiếp theo, đây là bức tranh Phúc Thọ Đồ. Thì đây là bức tranh có ông Thọ, thường được biết đến với hình ảnh một ông tiên già với râu tóc bạc phơ và vầng trán cao. Trên tay sẽ cầm một cái gậy có gắn bình hồ lô ạ. Hiện tại là đang mọi khách hàng đang nhìn thấy là ông Thọ thì đi với hai đứa trẻ, một nam và một nữ, cầm trên tay hai trái đào tượng trưng cho sự trường thọ nha mọi người nhé. Qua đó thì tranh Phúc Thọ Đồ này không chỉ tượng trưng cho sự trường thọ mà còn nói là mọi người hãy sống lành mạnh và sống có ích. Treo tranh trong nhà thì sẽ giúp các thành viên trong gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc tràn đầy. Mọi người có thể nhìn thấy rằng tranh Phúc Thọ Đồ rất là đẹp luôn, màu sắc rất là tươi sáng luôn nha mọi người nhé. Ở bên ngoài viền khung thì được viền một lớp viền vàng rất là đẹp, làm cho tranh có sự sang trọng nhá. Tiếp đến và cũng là bức tranh cuối cùng ngày hôm nay, đây là một bức tranh được phỏng theo một câu thành ngữ của Trung Quốc, đó chính là hỷ thượng mi sao. Câu này là ý là chỉ về một cái tâm trạng vui vẻ được hiện lên ngay từ chính lông mày của mình và niềm vui được ánh lên từ khóe mắt. Mọi người có thể nhìn thấy rằng họa tiết của sản phẩm bao gồm có đôi chim và cành hoa, hoa đào màu đỏ thắm rất là đẹp luôn ạ. Sản phẩm này thì rất là dễ dàng để bày trong nhiều không gian, hoặc là mọi người có thể đem đi biếu tặng nhé mọi người nhé. Đây ạ, em sẽ cho mọi người xem chi tiết của sản phẩm. Bức tranh này em xin nhắc lại là có tên gọi là hỷ thượng mi sao, có nghĩa là nói về một cái niềm vui được ánh lên từ trong khóe mắt luôn ạ. Vậy là em xin kết thúc cái buổi giới thiệu những cái mẫu tranh này của mình. Hy vọng rằng mọi người sẽ đăng ký kênh trên YouTube của shop và tham gia và có thể tham khảo thêm rất là nhiều những cái sản phẩm làm đẹp ngôi nhà của mình qua trang web gomsutrangtri.vn ạ. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip này, mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ các sản phẩm bên shop. Xin chào và hẹn gặp lại.